con điều chỉnh lại vị trí một tí đấy. À. Rồi được rồi. Đấy, chạy con. Rồi. Không nhảy con. Con để nó phía trong đi. Cho nó ở phía trong đi. Ừ. Đấy đấy. Đây, đây này. Cho nó vào phía trong, ở bên trong này. Thay vì để bên ngoài thì cho nó vào phía trong. Đấy. Thử đi. Ồ. Úi giời, đấy, thấy chưa? Dễ hơn không? Yeah. Nhìn con á. Nhưng mà con nhảy nhiều quá. Toát mồ hôi đấy. Anh ít anh ấy xoay được rồi đấy này. Ừ. Đấy, 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 đấy. À, ok, ok, ok. Ui trời. Trong đấy có đà. Ờ, trong đấy có đà đúng không? Để ở nhà có chỉ có đà ít thôi. Đúng rồi. Yeah. Đấy, đúng rồi. Thôi được rồi, thôi chơi thế rồi. Tập trung vào ăn đi. Yeah. Đấy, đấy, đấy. Đà hay đấy.